Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay Trung Bonsai sẽ chia sẻ với anh em một trong những người cũng rất nổi tiếng, đó là anh Tuấn, có biệt hiệu là Khoai Bi trên Facebook cũng như là Zalo. Đấy, anh Tuấn mới sở hữu một tác phẩm si u cục có 102, một trong những con si 1B thôi, quá là chất, và một tác phẩm sộp đây, cái sộp u cục. Đấy, những tác phẩm mà anh Tuấn giao dịch về thì anh em có thể theo dõi qua kênh Trung Bonsai thì biết là rất là nhiều tác phẩm đẹp. Đặc biệt anh Tuấn có hai vườn, không những còn ba vườn cơ. Đây là những tác phẩm rất là quý của anh, chưa được trình làng. Thì hôm nay là Trung Bonsai cũng tranh thủ trong lúc mưa gió bão sắp về, cũng chia sẻ với anh em để anh em có cái nhìn rõ nét hơn. Vì đây là những cái hình ảnh của anh chụp đứng hình nên là nó không thể rộng được, thì anh em hết sức thông cảm. Trung Bonsai để ở chế độ 5.4 để cho anh em có thể theo dõi rõ nét hơn. Đó nha anh em nha, những cái phôi rất là nhiều tiền, những cái phôi u cục sau này cũng là một tác phẩm đẹp. Đó, những cái hàng rất là chất. Anh em có thể thấy là bây giờ người chơi người ta luôn chọn những tác phẩm rất là kỹ, thì cũng không phải là ai cũng có thể chơi được những tác phẩm này. Đấy, thì Trung Bonsai đi làm phong trào thì cũng cố gắng đăng tải những cái hình ảnh để cho anh em có thể tham khảo thôi, chứ còn những tác phẩm như này thì luôn luôn ở những cái đẳng cấp cao hơn, những cái đẳng cấp của những người mà người ta hiểu được giá trị đích thực của nó. Đặc biệt là những người như anh Tuấn đây thì anh luôn luôn sưu tầm và cũng là giao lưu, nên là anh em có thể là thông qua số điện thoại của chủ vườn anh Tuấn Khoai Bi đây để anh em có thể là liên hệ nhé. Số điện thoại là 0965292999. Đó, đây là cái vườn ở Hồng Hóa, Thanh Hóa đây, một trong những cái vườn mà rộng, quá là rộng luôn, sở hữu rất nhiều tác phẩm quý, đặc biệt là những cái tùng La Hán có tuổi đời rất là cao. Những tác phẩm quý Nam Điền đây, xanh Nam Điền đây thì anh cất ở ngoài Hà Nội nhé. Thì anh em có thể là thông qua cái video trước để anh em biết được địa chỉ rõ nét hơn. Những tác phẩm quá đẹp luôn anh em ạ. Đấy, sở hữu những cái vườn cây như này thì chắc chắn là anh em biết là quá là phải là người quá là đam mê. Ngoài công việc rảnh rỗi ra thì anh cũng sưu tầm cho mình rất nhiều tác phẩm quý đưa về vườn tạo dựng. Đó anh em, những cái tác phẩm tùng La Hán anh em có thể phê luôn, nhìn vào đã là phê rồi. Cây về đêm anh rất là yêu cây. Nhiều lúc về Hồng Hóa là anh em chưa kịp gặp nhau thì anh cũng đã ra thủ đô thân yêu rồi, vì những tác phẩm con cưng là anh để ngoài đó. Đó anh em xem nhá, những tác phẩm túc, những tác phẩm sộp u cục không đã rồi. Thì Trung Bonsai cũng được vinh hạnh là đến vườn anh hai lần rồi, thì anh em nào có thể là đây nó cây ổi vườn cây bên chỗ Hồng Hóa quá đỉnh luôn. Nói về phong trào thì anh Tuấn cũng là trong những người rất là tốt, anh cũng giao lưu rất nhiều tác phẩm quý đây anh em ạ. Những tác phẩm nào mình cũng quay qua, anh quay qua cái hình ảnh nó hơi đứng hình thì anh em cố gắng thông cảm nhé, rất nhỏ nhắn thôi. Đó, tác phẩm nhỏ nhắn thôi nhá, nằm trong lòng bàn tay cũng đã u cục lắm rồi, kinh khủng quá. Đó, đắt rẻ là do anh em nhé. Số điện thoại thì có rồi, anh em có thể tham khảo qua số điện thoại của Trung Bonsai cũng như là trên Facebook của anh Tuấn, biệt hiệu là trên Facebook là Khoai Bi. Anh em vào tham khảo giá cũng như là số điện thoại đây, nhiều tác phẩm anh em có thể là tham khảo trực tiếp. Nhiều lúc là anh em cũng có nói mình cũng là người siêng hỏi giá, mà chủ vườn thì người ta luôn luôn thích báo giá. Còn anh em nào mà cảm thấy video của Trung Bonsai hợp với anh em thì ta có thể vào xem, còn không hợp thì ta không nên xem. Thì có rất nhiều anh em là bình luận nhiều cái là không hay. Đấy, vì đây là mình đi làm phong trào, anh em của mình đi làm phong trào thì chỉ biết là đăng tải những cái hình ảnh này của chúng nhân, chủ vườn người ta có ý định báo giá thì mình mới có thể báo được nhá. Vì đây là những tác phẩm không phải của mình, cũng chẳng có ai người ta trả tiền cho mình để làm những tác phẩm này cả, nhưng đây là những tác phẩm rất là quý anh em ạ. Đó, đấy, những người đam mê thật sự này, anh em này. Những cái phôi như này thôi cũng là những tác phẩm tiền trăm rồi, quá đỉnh anh em xem. Anh em có thể liên lịch hẹn anh Tuấn nhé, bằng cách là gọi điện thoại trước cho anh, vì anh là quá bận luôn,
trong cái thời gian rảnh rỗi thì anh có thể tiếp đón được anh em. Cũng rất mong anh em ở xa, ở trong ngoài nước là có dịp về vườn của anh Tuấn để thì quay bi, người ta có thể chiêm ngưỡng rõ nét hơn. Đây là cái vườn cây ở ngoài thủ đô nhé, rộng khoảng độ hơn 1.500 m². Đó. Sắp xếp rất nhiều tác phẩm quý. Cút xanh Nam Điền như này thì chắc là vài năm nữa thôi cũng là một trong những siêu phẩm rồi. Cây cối thì luôn luôn được chuyển giao giữa người này và người kia, cũng mới đây một tác phẩm đẹp. Các bác chiêm ngưỡng. Thực ra là người chơi bây giờ người ta rất là kỹ rồi. Đấy, chơi cây bây giờ mà mua những cái cây nó lóa không thì thực ra là nó cũng rất là khó giao dịch. Đấy, rất nhiều anh em đã cũng đã thông qua những kênh của nghệ thuật bonsai chính hiệu Trung Bonsai Vinh Nguyễn thì cũng đã biết rồi. Anh em chúng tớ là phong trào không phải kén chọn cây mà quay được. Đấy, anh em nào mà cảm thấy xem cây, thực ra là anh em xem những người ta làm cây toàn cây tiền tỷ thôi nên là đôi khi này anh em rất thích xem. Còn những người mà người ta làm cây phong trào thì những cái hình ảnh những cái cây nó quá là ít tiền, anh em biết là đó. Người ta vẫn đang làm lên thì có những cây ít tiền thì sau này mới có những cây nhiều tiền được. Đấy, có những cây xuất phát đầu tiên. Chẳng hạn như những tác phẩm si này mà không được điều chỉnh từ nhỏ thì làm sao được. Còn bây giờ mà cứ tiền tỷ bỏ ra thì chắc chắn là người chơi cây người ta sẽ làm thôi. Thì mình đi làm phong trào đây thì cố gắng truyền tải nhé. Không bao giờ kén chọn vườn, đặc biệt là vườn nào mình cũng có thể tác nghiệp được. Đây là những hình ảnh lưu lại, những hình ảnh của trong vườn của anh em thì anh em có thể alo trực tiếp cho Trung Bonsai cũng như là Bonsai chính hiệu thì ta có thể là tác nghiệp tại vườn anh em nhé. Đó, có cái lịch anh em tới sẽ tác nghiệp tại vườn, mục đích là lưu lại những cái hình ảnh rõ nét trung thực nhất của vườn anh em. Trong cái lúc rảnh rỗi thì anh em có thể mở ra xem lại. Đó. Số điện thoại của Trung Bonsai là 0978 396 477. Quá VIP luôn, những tác phẩm chuẩn chỉ đang được xuống răm. Sành quê là rẻ, hàng VIP. Nếu anh em nào mà đến thủ đô thì cố gắng thăm anh Tuấn nhé. Thì anh đang còn sở hữu một báu vật, đó là một cái bể đá thời nhà Lý nhé. Cái bể đá này nó đặc biệt, cái là nó rất, nó như Trung Bonsai đã được anh Tuấn chia sẻ rồi, rất là hiếm. Nó từ cái đường đục nó đã khác nhau rồi. Đấy, nó đều có độ khác nhau nhé, hai kiếm hai bút rồi là sen vịt. Nó có nhiều cái mà nếu mà một video riêng Trung Bonsai quay ở cái bể đó rồi thì anh em có thể xem lại, giá trị của nó chắc là bây giờ không thể nói được bằng lời được rồi. Anh em có thể là có duyên thì anh em có thể sở hữu được tác phẩm đó. Một trong những người mà cũng đã sưu tầm rất nhiều, hàng vài trăm cái bể đá đang đặt ở bên Hồng Hóa kia, thì anh em biết là anh Tuấn là người đam mê như thế nào. Vừa rồi anh có chuyến đi công tác ở trong vùng trong và cũng đã sưu tầm 3-4 tác phẩm về. 3-4 tác phẩm đó cũng là những tác phẩm rất là quý. Kỳ tới này Trung Bonsai sẽ ra Hà Nội và tác nghiệp tại vườn anh một lần nữa nhé, để gửi tới tất cả anh em đam mê. Vì trước đó cũng có rất nhiều anh em hỏi là anh Tuấn có hay về quê không, anh có vườn ở Thanh Hóa, Hồng Hóa kia. Thì mình nói là anh cũng rất bận rộn ở ngoài Hà Nội, ngoài công việc ra thì anh cũng có một vườn ngoài đó, nên là cũng đã sưu tầm rất nhiều tác phẩm quý và đang để đó. Đây là những tác phẩm quý anh đang để ngoài vườn đây, thì anh em có thể là nhìn rõ bằng cách là đến tận vườn cũng như là alo hẹn cái lịch cụ thể. Nhiều khi anh em mình thường nói vui là báu vật tìm quý nhân, người có tầm, người có tài, xứng tầm rồi thì người ta sẽ sưu tầm thôi. Còn cái giá trị thì
đôi khi là chỉ có người chơi, người hiểu được giá trị đích thực của nó thì người ta sẵn sàng rinh những tác phẩm đó về. Đặc biệt là những tác phẩm rất là nhỏ nhắn, xinh xắn, u cục thì bây giờ là rất là hiếm rồi. Những tác phẩm 1-2.000 B cũng là quá là hiếm luôn. Đó anh em ạ. Đây là những hình ảnh của anh trai nhé, anh Tuấn anh đã ghi hình rồi. Nếu mà anh em nào mà trong cái mùa Covid này mà chung bonsai không đi được, anh em có thể dùng cái máy nét của mình, máy hơi nét một tí, ta đặt chế độ khung hình 16:9, ta để ngang màn hình ra, ta quay khoảng độ 1 phút đến 2 phút, ta có gửi vào Zalo của chung bonsai nhé, thì mình sẽ tác nghiệp lại quá trình của hình ảnh vườn của các bạn được rõ nét hơn. Đây là những chế độ gọi là chế độ để chế độ như chế độ Facebook này là chế độ rất là nhỏ. Đấy. Chế độ của nó gần như là có 2.3 thôi. Đấy. Nên là video anh em xem nó không được đầy đủ hơn nhé anh em nhé. Sướng nhất trên đời Long ạ. Đó, hình ảnh nó quá tối, như buổi tối này các anh cũng đã quay vào buổi tối rồi. Đấy. Khá nhiều, vườn quá là rộng luôn. Tối nào các anh cũng ở đây chém gió anh em ạ. Nếu mà anh em ở thủ đô Hà Nội mà gần đó thì có thể alo nhé. Đấy, đến vườn tham quan rồi giao lưu. Đấy, hình như là tối nào các anh cũng làm cây đấy anh em ạ. Nên là anh em có thể là đến tận vườn nhé. Ta đến tận vườn ta giao lưu thì nó dễ hơn. Có khi này học hỏi vài được kinh nghiệm. Với những người mà yêu đam mê cây cảnh như thế này thì anh em biết là có khả năng 1-2 giờ đêm người ta vẫn đang còn thức. Đấy. Mình cũng xin được dừng video đây nhé. Hẹn anh em đây ở những video tiếp theo. Rất mong anh em nào mà đam mê thật sự như tác phẩm của anh Tuấn cũng như một số anh em mà chung một sai đăng tải đây thì ta có thể alo trực tiếp cho anh để về vườn tham quan giao lưu. Đó. Ta có thể giao lưu trực tiếp ở vườn nhá. Thì nó rõ nét hơn. Đây là những tác phẩm xanh quê mà rất là già. Nó độ già của nó thì chắc là không thể chê được rồi. Một trong những con sinh quê đỉnh cao luôn. Con này anh cũng chưa giao lưu anh em. Phải tìm đúng người. Anh nào mà thực sự mà hiểu được giá trị đích thực của nó thì chắc là thông qua video của chúng con xe thì chắc là sẽ về tận vườn thôi. Thực ra là những tác phẩm sinh quê bây giờ mà già đẹp như này thì rất là hiếm.